Đây có lẽ là cái chiếc xe gầm cao, đời cao và giá thấp nhất mà anh chị có thể là mong chờ này. Một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các bác nhé. Đây là bản 1.8L, là phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Honda. Một chiếc Honda CR-V được sản xuất 2019 với tầm tiền đó là chỉ hơn 5 đồng một tí thôi. Vâng, giá cụ thể thì mời anh chị theo dõi cái giá, theo dõi cái chất của cái xe, rồi sau đó em sẽ báo giá cụ thể cho anh chị nhé. Vâng, một cái chiếc xe thì đầu tiên các bác quan tâm về cái chất của chiếc xe trước đã. Đây là một cái chiếc xe cũng mới cập bến tại bên em, một chủ từ đầu đã được rút hồ sơ cầm tay. Và bản thân chiếc xe này là một chiếc xe rất đẹp, được bác chủ giữ gìn cực kỳ tốt luôn. Màu đỏ cực kỳ đẹp, bác nào mà hợp mệnh thì mua chiếc xe này tuyệt vời. Xe được nâng cấp lên bậc bệ lên xuống và được nâng cấp màn hình Android cam hành trình được các bác nhé. Thì với cái chiếc xe này thì là bên em bao cam kết cho các bác đó là nguyên zin nguyên bản, không đâm xô tai nạn, không ngập nước, không thủy kích các bác nhé. Còn lại có một vài vết xước sát bên ngoài thì không thể tránh được với một cái chiếc xe cũ đã qua sử dụng vài năm rồi. Cảm biến trước sau đầy đủ với Honda CR-V, thì nó là đàn anh của HR-V. Thì mẫu HR-V này nó có mức giá mềm hơn rất là nhiều các bác ạ. Và cũng mang đầy đủ tất cả những cái công nghệ cao cấp như cảm biến này, rồi đèn full LED ở phía trước này, phía sau này, một dàn lốp còn khá mới này các bác này. Thì đây là đời 2019 các bác nhé. Đấy có 19 và chiếc xe này là chạy rất ít, bác chủ cực kỳ giữ gìn. Và cái lốp theo xe các bác ạ, đây lốp còn theo xe này, một dàn lốp còn theo xe cùng đời các bác nhé. Đấy thì các bác sẽ biết được cái độ chất của xe như thế nào. Với chiếc xe này thì các bác nhìn thấy vẻ bên ngoài của xe được trang bị đèn full LED rất là sáng luôn, và ta không phải độ ánh sáng nữa. Và nếu mà các bác quan sát nội thất của xe thì các bác sẽ thấy được rằng là cái xe này nó đẹp đến mức độ như thế nào. Đây, ghế da zin nguyên bản này các bác này. Đây các bác nhìn này, bộ ghế da zin nguyên bản gần như bác chủ đi rất ít luôn. Đây, gần như là đi có một người, cho nên các bác nhìn cái bộ ghế da này nó khác gì ghế da mới đâu. Đấy, tất cả nội ngoại thất của xe nó mới cứng luôn. Đây các bác nhìn đấy ạ. Vâng, cái gì không bằng các bác cứ nhìn trực tiếp cho em. Bản này là bản L, bản cao cấp, máy 1.8, và các bác nhìn đây, toàn bộ cửa sổ trời toàn cảnh luôn các bác nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn, bộ ghế da siêu mới luôn. Và với cái chiếc Honda CR-V này thì các bác hãy quan sát cho em đó là phần phía sau. Phần phía sau của chiếc xe này có một cái hộp cốp cực kỳ là rộng rãi nhé, và để đồ cực kỳ là thoải mái luôn. Đây là một chiếc xe đời 2019, xe làm bánh có vài vạn km. Và mấy km này lát nữa em sẽ nhìn ở bên phía bên trên, vì xe này em mới cập nhật, thành ra là chưa biết chắc chắn là xe chạy mấy vạn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, đây là cái tấm chắn nắng ở phía bên trên cabo, em đẩy xuống dưới này. Còn đây các bác nhìn này, phải nói là quá là đẹp luôn. Các bác đời 2019 mà lốp theo xe cả dàn như thế này thì các bác thấy được rằng là rất là khó tìm đúng không ạ. Đây, đây là quả lốp này. Đấy, đều là đếp lốp 2019 các bác nhé. Đấy, xe lăn bánh rất là ít thôi, bác chủ phải nói là cực kỳ giữ gìn. Các bác cứ nhìn cái nội thất này cho em này. Đây là ghế da, là ghế da nguyên bản theo xe, mà hàng ghế phụ gần như là mới tinh luôn các bạn. Phải nói là con xe này mới thật, mới thật sự luôn. Và với cái bản L mà là bản cao cấp nhất của phiên bản 2019 thì nó được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập các bác nhé, và phanh tay điện tử, hộp số tự động CVT, cờ đuôi Catodica tự động, đèn auto, gạt mưa auto. Tất cả những công nghệ cao cấp nhất được trang bị cho chiếc xe này, màn hình Android rồi. Và tất cả những cái trang thiết bị cực kỳ là ok luôn. Đặc biệt thì đây là chiếc xe chạy rất ít luôn. Một chiếc xe mà nó có form dáng đẹp, một thanh mạ chrome đẹp ở trên phía bên này. Và với cái phần ghế của phần ghế lái thì được trang bị ghế điện các bác ạ. Ghế lái được trang bị ghế điện, đời sản xuất là 2019, tem mác đầy đủ các bác ạ. Đây, có chế độ chống trơn trượt cân bằng điện tử, vô lăng củ số xe rất đẹp luôn. Nhưng chúng ta một chiếc xe đời 2019 mà cả lốp theo xe cả dàn như thế này thì các bác biết được nó chạy có vài vạn km thôi. Cụ thể bao nhiêu thì em sẽ lát nữa đóng cái cửa vào, em sẽ đưa cái số lên trên màn hình cho các bác nhé. Đấy, vì là khi ta mở cửa thì nó sẽ mất cái km này. Đấy, nó không hiện lên được. Nhưng mà lốp theo xe cả dàn này thì chắc là chỉ có vài vạn km thôi. Sẽ có km ở phía bên trên cho các bác, em sẽ để hình ảnh lên trên cho các bác. Và tiếp theo này, bây giờ em sẽ mở cái máy ra cho các bác xem này. Với một chiếc xe thì nguyên zin nguyên bản, nhưng mà vẫn cứ phải là nguyên zin nguyên bản. Phần máy rất quan trọng bởi vì Toyota, hãng Honda nổi tiếng về công nghệ máy EVTEC, và là một cái cỗ máy siêu bền lành luôn các bác nhé. Siêu bền lành luôn. Thì với cái chiếc xe Honda CR-V này, nó chạy có vài vạn km thì nó sẽ nguyên zin từ doanh rằng cò. Máy zin tuyệt đối luôn, từng con ốc luôn các bác nhé. Đây, máy rất sáng, máy Honda thì phải nói rằng là nó là quá tuyệt vời rồi. Không một dòng xe nào mà nó bền bỉ, và đặc biệt thì đây là một chiếc cỗ máy 1.8 cho nên nó rất là khỏe các bạn, đáp ứng được mọi cái điều kiện di chuyển của bạn, các bác ở các cung đường khác nhau. Và đây các bác nhìn này, từ con ốc cabo hai bên nó còn nguyên zin nguyên bản nhé,
chưa từng tháo mở các bác nhé. Zin đét đẹt đẹt luôn, một chiếc xe quá đẹp, tem mác xe, tem trên, tem dưới đầy đủ đây. Tất cả các xương đỡ rằng, rồi tất cả những con ốc khóa này còn nguyên zin và nguyên bản các bác nhìn đẹp. Và một chiếc xe hoàn chỉnh, một chiếc xe toàn diện. Vậy thì chiếc Honda CR-V, Honda CR-V em đang bày bán tại bên showroom của bên Vua Gầm Cao với cái giá công khai cho các bác đó là 535 triệu đồng các bác nhé. Rất là hợp lý cho một mẫu xe gầm cao mà lại là đẹp bản đủ như thế này các bạn. Đây là bản L các bác nhé, siêu đẹp luôn. Vậy thì với những bác nào đang quan tâm tới mẫu sản phẩm Honda CR-V của bên em thì các bác hãy liên hệ với em để có thể là có thêm thông tin chi tiết, hình ảnh chi tiết và những cái mức giá cũng như bảo hành cho các bác nhé. Một chiếc xe quá đẹp luôn, một chiếc xe mà chuẩn mực đến từng chi tiết cho các bác này. Và cảm ơn các bác đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng bên showroom của em. Nếu như các bác cần xe nào thì liên hệ trực tiếp để có thể lấy xe nhé các bác nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả các bác.